Bạch sư cho con hỏi, để phát sinh trí tuệ trong lúc thiền, chúng ta nên suy tư về vô ngã, vô thường và khổ. Vậy con nên suy tư ngay trong lúc thiền hay sau khi thiền? Vì con thấy vừa tập trung hơi thở vừa suy tư về ba khía cạnh này rất khó. Sư đâu có kêu quý vị suy tư về tam tướng trong hơi thở đâu. Tại vì á, việc suy tư về tam tướng trong hơi thở nó đòi hỏi chúng ta phải tứ thiền trở lên, cho nên sư đâu có kêu đâu. Mà người ta nói là chưa học bò thì chớ là học chạy. Quý vị cứ tập trung tăng cường định tâm dùm sư đi. Còn việc quan sát tam tướng chúng ta sẽ làm ở những ngày sau.